Xin chào Lê Quỳnh Nguyễn, nhìn có bộ tóc mới đẹp quá. Chào thủ lĩnh, chào cả nhà. Xin chào tất cả anh chị em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng có thuận nay Chào Cà Mau lạnh hay sao mà mặc ấm thế em? Đấy, đi đường anh ơi. Em đang đi đường. Chúng ta sẽ được live trực tiếp trên nhóm S69. Ta có thể mời những thành viên tiềm năng hoặc là có thể theo dõi trên Zoom. Xin chào những anh chị em đang theo dõi trực tiếp trên livestream Yến Nhi, Na Lương. Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta chờ một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Anh chị em nghe có rõ không? À, rất là rõ. Ok. Lên cũng ngon, phải không em? Khỏe anh ơi, em khỏe à? Ok. Tiền sáng nay muốn nói gì thì ứng để cái. Chào thủ lĩnh. Chào tất cả anh chị em. Sáng nay cơm mấy em? Dạ, quyết tâm lên tôi có lên trưởng anh ơi. Ok, tuyệt vời. Tiến lên. Nguyễn, tháng này danh hiệu gì em? Chào cô Lý, cô Lý khỏe không? Xin chào thủ lĩnh Cường nha, cô Lý rất khỏe. À, rất tuyệt vời. Chào cô. Để mở. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả anh chị em. Muốn đông người thôi nhé, đông người. Và đây thì sẽ có đông người. Chào tất cả anh chị em trên livestream, các anh chị em trên livestream. Một chút. Lần đầu tiên chúng ta sẽ được hé lộ những bí mật không? Về sức mạnh thực sự của Siri. Rồi, chúng ta kết nối các thành viên cũng như ứng dụng tiềm năng của mình vào để chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Chúc anh ơi, chị em uống trà Siberia. Bây giờ mà ngắt đi thì không vào được nữa. Chào cả nhà. Muốn biết bao người này, bấm vào liền. Chào. Nó vào đông quá chặt chỗ không vào đâu, vào ngay rồi. Dạ, em mời ông xã ngồi xuống dự với em. Ai em? Bạn Tô Nhi A ở Trần Văn Thời, Cà Mau. Bạn cũng cả nước mà. Đam mê kinh doanh theo mày. Đã làm lô hội hơn 10 năm. Quá tuyệt vời. Xin chào Tô Nhi A. Dạ, yeah, mở bức lên em. Đi này kéo này để xem tất cả mọi người được. Kéo này được chưa? Rồi, xin chào Tony. Kéo này mình xem hết tất cả mọi người. Ai đây là mình được hết. Rồi, xin phép anh chị em bây giờ Cường khóa micro của anh chị em để chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi hội thảo Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay sẽ có những cái điều rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên chúng ta sẽ được hé lộ những bí mật thực sự về sức mạnh của Siri. Và nếu như chỉ cần hiểu được những bí mật thực sự về sức mạnh của Siri này và mang đi chia sẻ với tất cả mọi người, Cường phải mất 4 năm để trở thành thủ lĩnh quốc gia. Đấy, để 23 tháng 9 này nhận mẹp. Nhưng mà nếu như anh chị em nắm được
tất cả những bí mật mà ngày hôm nay được hé lộ ấy, thì anh chị em chỉ mất có 2 năm thôi. Và bao nhiêu như anh chị em thích những cái điều như vậy thì giơ ngón tay cái. À, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ được hé lộ những bí mật thực sự về sức mạnh của CV để chúng ta có thể biến được tất cả những điều không thể thành có thể. Nhưng trước khi mà đến được với những bí mật đó ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, được chia sẻ về cái, trước tiên là về những cái thông tin cơ bản về cái cơ hội làm chủ cuộc sống, làm nào để chúng ta làm chủ được sức khỏe của mình, làm nào để chúng ta làm chủ được tài chính của mình đấy, và sau đó thì liệu chúng ta có làm chủ được hay không ấy, thì chúng ta sẽ được nghe những cái bí mật mà Cường vừa mới nói, đúng không? Những bí mật thực sự về sức mạnh của Sibri. Và để chia sẻ cái phần đầu này thì Cường sẽ giới thiệu với tất cả anh chị em về một tư vấn viên rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt, đến từ một nơi rất là xa. Và nhờ cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này thì ngày hôm nay nó về mặt địa lý là nó không có nghĩa lý gì cả. Xa hay gần thì chúng ta đều có thể giao trong tích tắc, có thể kết nối lại được với nhau tất cả trên khắp toàn cầu. Bạn là một tư vấn viên đầy nhiệt huyết và đam mê, và có thể nói là yêu kinh doanh theo mạng và muốn cống hiến thực sự. Và bạn có một cái khát vọng, đó là làm sao đấy, giúp được 1 triệu người phụ nữ Việt Nam thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp và giàu có. Và bạn muốn mang cái cơ hội làm chủ sức khỏe này đến cho tất cả mọi người. Chính vì vậy khi mà bạn nắm được cái cơ hội làm chủ cuộc sống cùng với tập đoàn sức khỏe Sibri thì bạn đã tìm hiểu rất là nhanh và bay ra Hà Nội học, rồi làm việc ngày đêm không mệt mỏi cùng với đội ngũ của mình. Và trong một thời gian rất ngắn, tháng vừa rồi bạn đã đi xuyên đích và trở thành tư vấn viên cao cấp của tập đoàn sức khỏe Sibri, và hiện nay đang có một cái đội ngũ đầy khí thế và tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết, và kể cả ngày mùng 2 tháng 9 làm việc không nghỉ, tinh thần Sibri bất diệt. Và đó chính là nữ tướng Trần Thị Bé Sáu, tư vấn viên cao cấp của tập đoàn sức khỏe Sibri đến từ Cà Mau. Tư vấn viên Trần Thị Bé Sáu, xin mời em hãy chia sẻ về cái cơ hội làm chủ cuộc sống với tất cả anh chị em. Xin mời Bé Sáu. Vâng, lời đầu tiên thì cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Trương Huy Cường, và lại gửi lời đến chúc sức khỏe một buổi sáng đầy năng lượng đến toàn thể gia đình S69 cũng như các anh chị đang livestream. Chia sẻ một tí về bản thân mình trước khi để nói vào cái nội dung làm chủ cuộc sống. Bản thân tôi là được 8 năm là giáo viên của trường trung cấp văn hóa thể thao và du lịch, cũng đào tạo ra hàng trăm hàng ngàn sinh viên làm bên nhà hàng khách sạn. Và trong gần 8 năm đó thì tôi vẫn là đi làm công ăn lương và chưa thấy được giá trị của cái việc tự do về tài chính, về sức khỏe như thế nào, và không giúp được sinh viên mình ra trường có trở nên thực sự là có thu nhập và giúp cho sinh viên mình trở nên giàu có được. Và vì thế tôi lại rời khỏi cơ quan nhà nước và thành lập một cái doanh nghiệp, trong 3 năm là một giám đốc của một doanh nghiệp về chuyên về dịch vụ chăm sóc xe hơi và tổ chức sự kiện du lịch. Nhưng càng lại đi vào một cái sự là rất là không cảm thấy happy về phải lo toan cho rất nhiều về lương của nhân viên, về lo về cái doanh nghiệp của mình, và khi mất rất là nhiều thời gian phải chăm lo, và không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình, không còn thời gian để đi du lịch. Chính vì vậy khi mà lại càng khó được thực hiện những ước mơ mà như thủ lĩnh Trương Huy Cường vừa giới thiệu với các anh chị ở đây, ước mơ khao khát giúp đỡ được rất là hàng ngàn hàng triệu người phụ nữ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhưng mà đối với kinh doanh truyền thống không thể nào giúp tôi thực hiện được ước mơ, không thể nào giúp tôi là làm được cái làm chủ được cái gọi là làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng từ khi biết đến kinh doanh theo mạng, biết đến network marketing, và đặc biệt là 5 tháng, chỉ 5 tháng làm việc với Sibri, 5 tháng được cái trường huấn luyện đào tạo S69, 5 tháng được thủ lĩnh quốc gia Trương Huy Cường hướng dẫn, chia sẻ, đào tạo về kinh nghiệm, về bí kíp để thành công, để làm chủ cuộc sống, thì tôi mới thực sự thấy được giá trị làm chủ cuộc sống đích thực là như thế nào. Và tôi có thể
thể khẳng định rằng tôi thật sự trong 5 tháng và đến giờ phút này, đặc biệt là tháng 8 vừa rồi, trong cuộc đời cách mạng, trong cuộc đời làm sự nghiệp MLM của mình, tôi thật sự dám khẳng định rằng tôi mới hiểu được là làm MLM hạnh phúc đến như thế nào, tuyệt vời đến như thế nào, làm MLM có thể giúp tôi thực hiện mọi ước mơ, biến mọi ước mơ thành sự thật như thế nào. Và đặc biệt là cái câu mà làm chủ tự do về mặt tài chính, tự do về sức khỏe, tự do về thời gian. Và đặc biệt là một cái điều mà hạnh phúc nhất, khao khát mà cái niềm mà tôi muốn làm được, đó là giúp cho ba mẹ, dòng họ, chị em của mình khỏe trẻ, giúp cho rất nhiều anh em đội ngũ đi theo mình có được thu nhập. Đó là cái giá trị mà gọi là làm chủ cuộc sống. Như vậy thì tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị ở đây và về cái việc mà làm chủ cuộc sống, tôi bắt đầu như thế nào và những cái cách thực hiện và tham gia như thế nào để làm chủ cuộc sống. Vâng, thì đối với tập đoàn sức khỏe Siberi, khi tham gia vào chúng ta được biết đến 4 cơ hội để làm chủ cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta chỉ gì? Chúng ta là người tiêu dùng thông minh. Thứ hai là chúng ta là có cái nguồn thu nhập bổ sung. Thứ ba là chúng ta là có là công việc, một công việc chính. Thứ tư, chúng ta chọn là một doanh nghiệp lớn, một doanh nhân lớn. Vâng, thì cái cơ hội đầu tiên đó là người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh ở đây là gì? Khi chúng ta tham gia vào là thành viên, là tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Siberi, chúng ta tham gia bất kỳ một cái sản phẩm gì, dù gì, dù 110.000 hay 660.000, thì chúng ta được hai gì công ty sẽ gì, sẽ thuê quảng cáo, là thuê người mẫu, là thuê đài truyền hình, rồi thuê báo chí để trả cho cái việc về giá trị, về sức mạnh của sản phẩm mình. Thì tập đoàn ở đây gì, sẽ biết ơn cái người đi chia sẻ, biết ơn cái người để mà dùng sản phẩm, thì công ty sẽ hoàn trả lại chúng ta hoa hồng 25%. Khi quý vị thấy, khi chúng ta gì, chúng ta thường chúng ta mua những bất kỳ cái sản phẩm gì chúng ta tiêu dùng từ trước giờ, chúng ta không được trả hoa hồng. Và khi chúng ta giới thiệu gì thì chúng ta cũng không được trả hoa hồng. Nhưng ở đây người tiêu dùng thông minh là chúng ta gì, chúng ta dùng sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Siberi được có hoa hồng. Và đặc biệt một điều tuyệt vời hơn là khi chúng ta đi chia sẻ, chúng ta kể lại giá trị của sản phẩm. Một cái hộp trà chữ T nó làm một cái điều tuyệt vời như thế nào, chỉ có 110.000 thôi mà chúng ta làm gì, săn chắc vòng bụng, làm cho giúp chúng ta ngủ ngon, giúp chúng ta thải được độc tố, với một bộ bao thanh lọc thôi. Và chúng ta gì, đem kể cái kết quả này cho 4 người, cho 4 người, và chúng ta được nhận gì, nhận sản phẩm miễn phí từ tập đoàn sức khỏe Siberi. Vâng, và cái cơ hội thứ hai đó là có thêm thu nhập. Tức là chúng ta gì? Chúng ta đi tìm và chia sẻ giúp cho 5 đến 10 người có thu nhập từ 3 cho đến 7 triệu đồng. Và giúp cho 3 đến chỗ giúp cho 5 đến 10 người này thấy được cái giá trị từ cái việc mà chỉ dành 2 3 giờ đồng hồ, hoặc là những ngày cuối tuần thứ bảy, thì chúng ta sẽ có được chỉ 12 đến 22 triệu đồng. Và cái cơ hội thứ ba đó là chúng ta là công việc chính, và chúng ta xem đây là một doanh nghiệp thực sự, là một cái doanh nghiệp của mình. Và chúng ta gì, chúng ta dành toàn thời gian, và đặc biệt á là chúng ta gì, chúng ta phát triển bản thân, chúng ta học tập, chúng ta tham gia vào cái trường huấn luyện đào tạo của S69 miễn phí. Và chúng ta chỉ gì, giúp cho 5 đến 10 người có thêm thu nhập bổ sung từ 12 đến 22 triệu, thì mỗi tháng chúng ta được 40 đến gì, 105 triệu. Có tuyệt vời không ạ? Cả cuộc đời mà chúng ta đi làm công ăn lương, thì chúng ta nghĩ là chúng ta làm việc rất nhiều, mất rất nhiều thời gian để gì, để có được 40 đến 105 triệu là rất khó, đúng không ạ? Và một cái cơ hội cuối cùng, một cái cơ hội mà có thể nói hiện tại hơn gì, hơn 5 vạn người Việt Nam đã thực sự chứng minh được các thủ lĩnh của chúng ta và những con người vĩ đại, những
những cái con người đam mê, những cái con người khát vọng làm chủ cuộc sống thật sự. Họ có gì? Có thu nhập trên gì? Trên 200 triệu đồng. Đó là gì? Chỉ đơn giản là giúp cho đi tìm cho những người có mong muốn, có khao khát, có được cuộc sống tự do, thu nhập tài chính từ 40 triệu đến 105 triệu. Và chúng ta gì? Chúng ta được gì? Được tự do về những cái vé đi du lịch miễn phí, tận hưởng những cái tham dự vào chương trình xe, dự án xe hơi. Thì chúng ta có trở thành một cái doanh nghiệp lớn vươn tầm quốc tế, là những cái doanh nhân thành đạt, và được tham gia vào những cái khóa huấn luyện đào tạo, và chúng ta trở thành những con người kinh doanh theo mạng vĩ đại của mọi thời đại. Vâng. Và khi tôi biết đến được bốn cái cơ hội này là nhờ vào đâu? Chính là một cái tôi biết được, đó là thông qua gì? Qua tập đoàn sức khỏe Sibiri. Tập đoàn sức khỏe Sibiri được thành lập năm 1996, ra đời tại Liên bang Nga, và đặc biệt là có phát triển thành công dữ dội trên 22 năm và đi qua, và có trên 250 sản phẩm và đi qua 25 quốc gia. Và đặc biệt vào năm 2009 thì tập đoàn sức khỏe Sibiri phát triển ở thị trường Đức, và năm 2010 thì phát triển ở thị trường Mỹ. Như quý vị đã biết, đây là hai thị trường cực kỳ khó tính về thực phẩm chức năng. Và nếu như một cái công ty, những cái sản phẩm mà được hai thị trường này chấp nhận, thì chắc chắn thì người Việt Nam chúng ta lại chỉ yên tâm mà sử dụng. Và đặc biệt vào tháng 6, đặc biệt là tháng 9 năm 2016, thì có mặt tại Việt Nam, nó phát triển như vũ bão trong 5 năm qua. Khi mà như quý vị đã biết, ở năm 1996 thì cái thời năm 2006 thì cái thời điểm mà Việt Nam vô cùng có những cái công ty lướt sóng, những cái tai tiếng về kinh doanh theo mạng, về những cái tập đoàn gây ra những cái ảnh hưởng mất uy tín, là giá cao bán phá giá, rồi đa cấp, là lừa đảo. Thì tập đoàn sức khỏe Sibiri lại phát triển như vũ bão, đặc biệt là gì, với những cái trà thảo dược của Sibiri lại đi rất dễ dàng vào lòng người dân nghèo của người dân miền Tây nói chung, và gì, và cả nước Việt Nam nói riêng. Và chỉ hơn 5 năm thôi, dự án xe hơi, thì tập đoàn sức khỏe Sibiri đã giúp cho hơn cả năm rất là nhiều người có xe hơi, có tự do về tài chính, tự do về mặt sức khỏe. Và đặc biệt một cái niềm tin vững chắc, và tôi khẳng định rằng chỉ sau 3 năm nữa thôi thì tập đoàn sức khỏe Sibiri là một trong top 3 tập đoàn mà có doanh số mạnh lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Vâng, thì nói về tập đoàn thì tôi cũng xin giới thiệu đến một cái người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà có tên gọi là Tatiana Rarovska, và sinh ra trong một cái gia đình vô cùng giá. Bố là viện sĩ toán học và mẹ là tiến sĩ tâm lý học, nhưng Tatiana thì lại là chọn một cái con đường, đó là kinh doanh theo mạng. Vì đối với Tatiana, khi là một cái cô bé 16 tuổi thì Tatiana đã viết lên cánh cửa nhà mình: tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đó là lý do tại sao Tatiana lại thành công dữ dội, vang dội với gì? Với một Các anh chị chờ một chút, có thể là cái mạng của bạn Sáu đang hơi trục trặc. Trong khi chờ đợi mạng của bạn Sáu ấy, Cường giới thiệu về chủ tịch tập đoàn. Bà sinh năm 1974, là một cái người như... Alo. Rồi, xin mời bé Sáu tiếp tục. Rồi, Tatiana sinh năm 1974, và tại vì sao tập đoàn sức khỏe Sibiri đi tới đâu lại được người dân đón nhận như vậy? Tại sao tên tuổi của Tatiana lại gì? Lại phát triển và lại được cả thế giới biết đến? Vì đơn giản, Tatiana, vì con người, vì người nghèo, sản phẩm của bà
mục đích là gì và vì người nghèo cũng có thể dùng được. Vâng. Đó là lý do là động lực, là những gì mà tôi học hỏi được từ người phụ nữ này. Và tôi gì hiện tại tôi đang gì, tôi đang rất thành công, rất hạnh phúc với gì, với tập đoàn sức khỏe Siberia. Rồi để kế đến đó là tôi thành công bằng những cái công cụ đơn giản gì thì mời quý vị sẽ chúng ta sẽ đến với cái phần của thế giới sản phẩm. Đây là những cái trung tâm thông tin đặt ở Hà Nội nè, rồi thành phố Hồ Chí Minh, ở quận nhất có 55 siêu ngược ánh ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái quý vị thấy rất là sang trọng, rất là đẹp và đặt ở tầng 1 của các tòa nhà lớn. Rồi anh Cương chạy rồi đây là những cái công cụ, những cái thế giới sản phẩm mà giúp cho tôi làm chủ được cuộc sống của mình. Rất là tuyệt vời. Quý vị thấy là một cái thế giới sản phẩm mà những cái nguyên liệu từ cái vùng thảo dược Siberia, sức mạnh tất cả sức mạnh của thảo dược, tất cả sức mạnh của sản phẩm là nằm tập trung ở cái vùng Siberia. Rồi thứ nhất là chúng ta có cái chương trình ở tập đoàn sức khỏe Siberia thì quý vị thấy ngày nay cái việc mà ăn độc, hít độc rồi uống độc nó sẽ làm cho gì cho người dân chúng ta sẽ rất là nhiễm rất là nhiều độc tố và rất là nhiều bệnh tật ngày càng rất là tăng, và đặc biệt là gì, đặc biệt là ung thư và đột quỵ. Như vậy thì chính vì vậy tập đoàn sức khỏe Siberia đã cho gì cho ra đời những cái sản phẩm, những chương trình mà phòng ngừa ung thư và đột quỵ. Và cái điều này lại rất dễ dàng cho gì cho cái người làm kinh doanh theo mạng như tôi, như tất cả chúng ta ở đây rất thành công. Nếu như chúng ta đi chia sẻ một cái trà tê và có 110.000 đồng và chúng ta nói được cái giá trị của nó, chỉ cảm nhận được 3 đến 7 ngày về cái việc làm sạch đường ruột, giúp ngủ ngon và thải được độc tố, như là một cái chổi quét nhà, như là một cái người ô xin để gì để dọn quét. Và nếu như chúng ta hàng ngày chúng ta quan tâm đến cái việc quét dọn nhà cửa, chúng ta quan tâm đến cái việc lau chùi bếp, chúng ta quan tâm đến cái việc đại tu cho chiếc xe hơi của mình, đại tu đi rửa xe cho chiếc xe Honda của mình, thì nếu như chúng ta biết được một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý đơn giản mà các chuyên gia dinh dưỡng, các nhà khoa học đã chứng minh rằng nếu như chúng ta cũng quan tâm đến cái việc đại tu tổng đại tu cơ thể, hoặc là chúng ta quan tâm đến cái việc lau chùi quét dọn từng tế bào, từng bộ phận cơ thể có bên trong của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ gì sẽ phòng ngừa được ung thư và đột quỵ và giải quyết tất cả các vấn đề gì về sức khỏe. Và thứ đặc biệt là ở đây tôi muốn nói đến một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời và được gọi được mệnh danh là một cái sản phẩm huyền thoại của tập đoàn. Nếu như quý vị người dân của chúng ta, đặc biệt là những cái người nghèo đơn giản nhất á, là khi nói đến gì đến bột giặt chúng ta gì quen thuộc đến cái thương hiệu OMO, nhưng đối với tập đoàn sức khỏe Siberia, nếu như chúng ta nhắc đến kinh doanh theo mạng, chúng ta nhắc đến một cái tập đoàn tên tuổi vĩ đại Siberia, thì hầu như đa số tất cả chúng ta sẽ nhớ ngay đến bộ ba thanh lọc. Bộ ba thanh lọc nó làm được điều gì? Nếu như gì các nhà khoa học đã chứng minh, đã nghiên cứu cái nhịp sinh học và họ đã biết được tế bào của chúng ta ban ngày sẽ cần cái gì để cho tế bào không bị viêm nhiễm và khỏe mạnh, và buổi tối nó cần những cái gì để cho gì nó được bảo vệ, thì ba viên vào buổi sáng của bộ ba thanh lọc nó làm một cái nhiệm vụ như là một người oxy, như là cái cây chổi để gì để quét dọn, quét lau toàn bộ những cái độc tố, chất phóng xạ, những cái chất kim loại nặng, những cái chất mà nó không cần thiết dư thừa cho cơ thể được gì được phóng ra bên ngoài. Và ba viên vào buổi tối nó sẽ làm cái việc gì cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, vi chất, axit amin, vitamin thiết yếu cần thiết gì cần thiết để cho gì cho tế bào khỏe mạnh. Vâng, thì như quý vị thấy á, đối với chúng ta, nếu như sáng nay các anh chị là người khách hàng tiêu dùng thì chỉ có gì 230.000 đồng cho tới 2.6 triệu chúng ta làm cái việc tổng đại tu cơ thể và phòng ngừa ung thư đột quỵ, thì chúng ta gì chúng ta có bỏ qua không, mà chúng ta có quan tâm không ạ? Vâng. Tiếp theo thì ngày nay một cái
việc mà săn chắc điều chỉnh trọng lượng cho cơ thể là một cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như tất cả các chị em phụ nữ muốn gì, muốn thể hiện được một cái thân hình rất là đẹp, với gì, với thỏa mãn cái việc là với những chợ bộ trang phục đẹp nè, rồi tự tin với cái dốc quán cái dáng của mình, thì có một cái chương trình điều chỉnh trọng lượng mất vài trăm ngàn đồng, và đặc biệt nó rất là an toàn cho sức khỏe, không phải như những cái phương pháp giảm cân khác như là mua cái bộ uống thuốc giảm cân của Thái Lan rồi hoặc là những cái cách giảm cân mà nó làm rất mệt mỏi và nó được ảnh hưởng tới sức khỏe và nó hại chức năng gan. Và tiếp theo là chúng ta có ở bên đối với tập đoàn sức khỏe Siri. Đây là đặc biệt tại sao những hệ thống của S69, tại sao tập đoàn sức khỏe Siri phụ nữ lại rất 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 thành công khi gì? Khi tham gia ở tập đoàn sức khỏe Siri, và thực sự phụ nữ của tập đoàn sức khỏe Siri được gì, được gọi là những người phụ nữ rất xinh đẹp và rất thành công, vì đơn giản phụ nữ chúng tôi sở hữu được các công cụ làm gì, làm giải quyết được các vấn đề nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân làm cho phụ nữ trở nên gì, già sớm, trở nên xấu. Đó là gì? Khi phụ nữ bị rối loạn nội tiết tố, khi phụ nữ bị gì, bị rối loạn hormone thì sao? Thì chúng ta sinh ra các vấn đề về da nè, về mụn nè, về rụng tóc nè, về mất ngủ nè, đặc biệt là chúng ta bị rất là nhiều bị huyết trắng nè, bị rối loạn kinh nguyệt, và hơn nữa là có thể dẫn đến gì, ung thư vú nè, u nang, u xơ, đặc biệt là ung thư tử cung. Thì với những cái bộ quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy đó, Beauty Boss và Nutrilon thật là tuyệt vời. Nếu như chúng ta chỉ mất 400, chỉ 330 ngàn, hoặc là cái Nutrilon chỉ 550 ngàn, thì quý vị thấy chúng ta được giải quyết cái vấn đề chống lão hóa, làm cho ngực của chúng ta rất là săn chắc và da của chúng ta rất là hồng hào. Như vậy thì chị em phụ nữ hiểu ra được một cái vấn đề, chúng ta không mệt mỏi phải đi tìm từng bác sĩ và dùng quá nhiều thuốc tây để cho cái việc và làm cho da, cho tóc mình đẹp, hay tốn quá nhiều tiền về thẩm mỹ viện, tốn quá nhiều tiền cho spa, mà chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần uống tất cả những vi chất dinh dưỡng, những cái thành phần mà chống oxy hóa cực cao của sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Siri, nó cân bằng lại cái nội tiết tố và làm cho gì, da của chúng ta gì trở nên trẻ đẹp, rất là sáng, rất là mãi mãi tuổi 20 luôn ha. Rồi tiếp theo, đặc biệt á, để gì, để giúp cho quý ông trở thành một người đàn ông đích thực, một người đàn ông mà phải nói là thực sự là khỏe mạnh, và người đàn ông mà có thể giúp cho gì, cho vợ của mình càng ngày thấy gì, thấy càng hạnh phúc, khi mà gì, khi các ông gì, các ông không phải vướng vào vấn đề là suy giảm sinh lý, khi mà bị các vấn đề về phình đại tiền liệt tuyến. Vì sao? Vì trong gần mấy năm qua thì các ông tiêu hao một cái lượng kẽm rất là nhiều mỗi khi chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ cao cả. Và đặc biệt là gì, khi các ông ăn hút rượu, uống hút thuốc nhiều nè, rượu bia nè, thức đêm nè, áp lực về công việc, thì đối với một cái men sports chỉ có 200 ngàn đồng, và cái lượng kẽm, một cái viên kẽm cũng có thể là quý vị biết là chúng ta kẽm ở đây là có thể tương đương với gì, với ba con hào ha. Thì nhưng mà chúng ta vì ba con hào nó rất là và tốn tiền cũng 40-50 ngàn, còn trong khi đó viên kẽm của Siri rất tuyệt vời để gì, để cung cấp vi chất dinh dưỡng đầy đủ để cho gì, các ông trở thành một người đàn ông đích thực. Rồi, một cái thế giới, tương lai, chủ nhân tương lai của đất nước, tại sao các bạn bà mẹ cứ vô tình cho con em mình ăn quá nhiều thức ăn gì có dầu xấu, là thức ăn mà làm gì, làm cái hệ miễn dịch kém, làm cho cái đường ruột của nó gì không hấp thu được, rồi đi ăn những cái thức ăn là xì tim nè, bánh tráng trộn nè, bò viên nè, những cái thức ăn nhanh á, thức ăn mà được chiên đi chiên lại không an toàn và tốn kém rất là nhiều. Thì các bà mẹ chúng ta nên gì, nên hãy chọn một cái người bà mẹ rất là rất thông minh, chọn cho gì, cho con em mình cái thức ăn của Vita Mama của tập đoàn sức khỏe Siri, với gì, với 143 ngàn, với 143 ngàn, và mỗi ngày thì chỉ mất có 13 ngàn đồng để giúp cho gì, con mình là có một cái trái tim khỏe mạnh nè, mắt sáng nè, thông minh nè, tăng cường hệ miễn dịch nè. Đó là lý do tại sao hàng hàng
hàng vạn, hơn gì hơn 5 vạn trẻ em của Việt Nam là sao? Không bị ho, không bị sổ mũi, không bị sốt, và hạn chế cái việc tối đa nhất là gì? Là dùng thuốc tây. Khi mà chúng ta thấy không, con em mình mà đưa đến bác sĩ thì rất là tội nghiệp ha, phải lấy máu nào, rồi phải truyền nước nè, phải uống thuốc, phải rất là nhiều, rồi có khi là phải siêu âm rồi vân vân vân. Nhưng mà nói gì, đối với tập đoàn sức khỏe Simuri thì hầu như thì những đứa bé mà được dùng Vita Mama của Simuri hầu như gì 2 năm 2 3 năm gì ít khi gì, hầu như chắc là ba mẹ không đưa con mình đến bác sĩ. Vâng rồi, để một cái sản phẩm cuối cùng mà để kết thúc cho cái phần của chương trình hôm nay là tôi muốn chia sẻ đến các tư vấn viên ở đây cũng như các tư vấn viên mới ở đây là một cái sản phẩm, gọi là tôi thường hay biết cái sản phẩm này là bác sĩ của tôi, bác sĩ tại nhà. Tôi luôn luôn gì đi đâu tôi cũng mang cái formula 4 theo. Vì sao? Vì nó làm được điều gì? Như quý vị biết đó, đơn giản nếu như chúng ta gì, chúng ta đi làm việc trên đường, chúng ta đi làm hoặc bất kỳ chúng ta di chuyển ở đâu mà chúng ta bị gì, bị đau bụng, tiêu chảy nè, bị ho, bị sổ mũi, bị đặc biệt bị nhức đầu và buồn nôn muốn ói, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta gì, chúng ta bị cái vấn đề mà viêm họng á, thì chúng ta uống ngay 3 đến 4 viên vào. Và đặc biệt á, là người dân miền Tây và người nói chung nói riêng và người dân Việt Nam nói riêng nói chung, thì chúng ta thấy là sử dụng rượu bia rất là nhiều. Và đây là một cái cách mà thật sự tuyệt vời khi mà gì, khi mà chúng ta gì giải quyết cái vấn đề rượu bia sau khi chúng ta, trước khi ta đi nhậu ha, chúng ta uống 6 đến 4 viên, sau khi chúng ta về thì chúng ta uống gì, uống 6 đến 8 viên. Vâng, vì sao cái sản phẩm này nó làm được cái điều kỳ diệu như vậy? Thì cố giáo sư Sinkolinki vào, như quý vị biết, có một cái câu chuyện mà tôi rất tự hào khi mỗi khi tôi nhắc đến Formula 4. Đó là vào năm 1986 thì cái vụ nổ của nhà máy nguyên tử ở Berlin thì làm cho gì? Cái bầu trời Ukraine, người dân ở đó bị nhiễm chất phóng xạ. Và cố giáo sư cùng với cái người cộng sự của mình đã phát minh ra một cái công thức Formula 4 để gì, để giúp cho toàn bộ người dân của Ukraine mình và các người dân ở vùng lân cận đào thải khỏi cái gì, cái chất phóng xạ, để gì, để sống khỏe mạnh. Chính vì vậy thì tập đoàn sức khỏe Simuri đã mua lại cái bản quyền và đổi tên thành Formula 4 như ngày nay chúng ta đã biết. Đó, đây là những cái bí kíp, những cái công cụ mà giúp cho tôi làm chủ được cuộc sống, giúp cho tôi thành công trong những thời gian gần đây nhất. Mà sáng nay đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả tư vấn viên, những ai mà còn đang do dự, những ai mà còn đang tìm hiểu, quan tâm tới tập đoàn sức khỏe Simuri, thì chúng ta hãy bắt tay ngay vào để cùng tôi thực hiện được một cái tâm niệm, đó là làm chủ cuộc sống như thế nào. Vâng. Rồi, cuối cùng thì xin chúc sức khỏe và cảm ơn các tư vấn viên ở live stream cũng như là họp Zoom. Tôi xin giới thiệu và chia sẻ đến quý vị ở đây một cái người mà giúp cho tôi có được thực hiện được ước mơ, giúp cho tôi có làm chủ được cuộc sống, giúp cho tôi một cái cách để tôi giúp đội ngũ anh em của Cà Mau có được thu nhập 7 triệu, 10 triệu, mười mấy triệu một cách dễ dàng. Đó là anh là ai? Anh là một cái người mà tôi chỉ được quen biết qua công nghệ 4.0 với một cái tâm của một cái nhà huấn luyện đào tạo. Anh có một cái tâm huyết là giúp hội tụ được 1.102 vị anh hùng kinh doanh theo mạng dân vĩ đại mọi thời đại. Và anh có một cái khao khát để gì, để chứng minh được tên tuổi của người dân Việt Nam trên thương trường quốc tế về gì, về kinh doanh theo mạng, và biến kinh doanh theo mạng trở nên gì tuyệt vời, tuyệt đẹp như gì, như vốn bản thân nó đã có. Và anh là một cái người mà thành lập ra một cái trường huấn luyện, một cái trường đào tạo S69 trải dài từ Bắc vào Nam,
và anh là một cái người mà có thể nói là hiện tại rất rất thành công đối với lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Anh thật sự đã giúp trong hệ thống của mình hơn 4.000 người có được thực sự là làm chủ cuộc sống như thế nào, tự do về mặt tài chính, tự do về mặt sức khỏe như thế nào. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị ở đây một cái người thủ lĩnh, anh có tên gọi là Trương Hy Cường, và anh cũng đã vừa đạt cái danh hiệu thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh quốc gia đầu tiên của Việt Nam của tập đoàn sức khỏe Siri. Và chúng ta cho một cái tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón thủ lĩnh quốc gia Trương Hy Cường. Cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời của tư vấn viên cao cấp Trần Thị Bé Sáu. Có bao nhiêu anh trong số các anh chị và các bạn, sau khi Trần Thị Bé Sáu chia sẻ xong là chúng ta đã thấy mình có thể làm chủ được cuộc sống của mình rồi, thì giơ ngón tay cái. Rất là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số như anh chị và các bạn chúng ta muốn biết được những cái bí mật thực sự về sức mạnh của Siri, và lần đầu tiên được hé lộ và chỉ cần biết được những cái bí mật này thôi ấy, thì không phải mất 4 năm trở thành thủ lĩnh quốc gia mà chỉ mất 2 năm thôi có thể trở thành thủ lĩnh quốc gia, thì giơ ngón tay cái. Cường sẽ chia sẻ bằng tất cả trái tim mình. Đây là những cái bí mật mà lần đầu tiên được hé lộ một cách thực sự, và Cường sẽ chia sẻ với tất cả anh chị em. Và anh chị em có nhớ gì thì nhớ, hãy nhớ những cái bí mật này và mang những cái bí mật này, nhớ đấy, là mang những bí mật này đi chia sẻ với mọi người nhá. Bí mật không phải là để cho mình biết, là mang cái bí mật này đi chia sẻ với mọi người để chúng ta làm sao rút ngắn được cái quãng đường thành công, để nó không phải mất đến 4 năm như Cường đi nữa. Chúng ta cần phải có những đột phá đi nhanh hơn. Và Cường sẽ chia sẻ với tất cả anh chị em ngay bây giờ. Thứ nhất là chúng ta biết rồi. Trước khi mà đi vào bí mật thì Cường nói về cái chính sách kinh doanh một cách đơn giản nhanh nhất. Siri không phải là một cái công ty mà chúng ta hợp tác là trở thành những cái người đi buôn bán, mua rẻ bán đắt, đúng không? Siri chúng ta chỉ cần kết nối người tiêu dùng, kết nối những người thích làm chủ cuộc sống thôi. Và khi tất cả mua ở công ty một giá, và chúng ta ngay từ khi mà kinh doanh ấy, ngay ngày đầu tiên kinh doanh, xuất phát một đơn hàng nào là chúng ta đã có lợi nhuận 25% rồi, trực tiếp trên mỗi đơn hàng. Cái thứ hai ấy, thay vì chúng ta đi kiếm tiền, đừng bao giờ đi kiếm tiền, mà hãy đi tìm cái công cụ để giúp đỡ được người khác. Nếu như chúng ta giúp được 125 người, đúng không? Trực tiếp và gián tiếp ấy, thì chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận khoảng từ 10 cho đến 20 triệu. Nếu như chúng ta giúp được 625 người cho đến 1.000 người một cách trực tiếp và gián tiếp, thì chúng ta sẽ có được cái nguồn thu nhập chính khoảng từ 40 cho đến 105 triệu. Và nếu như chúng ta giúp được trên 4.000 người trở lên đấy, chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận của một cái doanh nghiệp lớn thực sự, đó là trên 200 triệu đấy. Cho nên là cái thông điệp đầu tiên Cường gửi tới tất cả anh chị và các bạn là đừng đi kiếm tiền, mà học hành thay đổi bản thân đấy, thay đổi bản thân này để làm sao đấy, để có một cái sức mạnh thực sự từ bên trong mình, sức mạnh về trí tuệ, sức mạnh về niềm tin và nhiều những cái sức mạnh khác nữa, để chúng ta đi giúp đỡ những người khác, và giúp càng nhiều người thì cuộc sống của chúng ta tiền nó tự đến. Đấy là cái thông điệp Cường gửi tới tất cả anh chị và các bạn. Và bây giờ Cường sẽ chia sẻ những cái bí mật lần đầu tiên sẽ được hé lộ về sức mạnh thực sự của Siri. Bao nhiêu anh chị em trên livestream, hiện nay có 17 anh chị em trên livestream muốn nghe những cái bí mật này thì thả tim. Cường sẽ chia sẻ về những cái bí mật này. Ok, tại sao chúng tôi lại lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siri? Tại sao những anh chị em mà trước kia đã từng làm kinh doanh theo mạng, có người 1 năm, có người 2 năm, có người 3 năm, có người 5 năm, có người 9 năm, có người 10 năm, và hơn thế nữa, phải mất rất là nhiều thời gian trả giá trong cái ngành kinh doanh này, nhưng chưa đạt được cái mục tiêu mong muốn, đó là tự do một cách thực sự, đó là xây dựng những cái hệ thống tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng ổn định, thì làm sao? Cái quan trọng nhất đó là do cái sự lựa chọn nó chưa chính xác. Có rất là nhiều người giỏi, đầy nhiệt huyết và đam mê, nhưng càng đam mê bao nhiêu, càng nhiệt huyết bao nhiêu mà lựa chọn sai ấy, lựa chọn không đúng ấy, thì nó lại nguy hiểm bấy nhiêu. Đấy, cho nên ấy, là vĩ đại là do lựa chọn, đúng không? Và tại sao chúng tôi lại chọn tập đoàn sức khỏe Siri, và tại sao bạn cũng nên chọn tập đoàn sức khỏe Siri trở thành
một đối tác thì nó có những cái bí mật và Cường sẽ chia sẻ với tất cả anh chị em ngay bây giờ. Đây là những cái bí mật. Lần đầu tiên chúng tôi sẽ hé lộ về những cái bí mật này, và anh chị nào mà có giấy bút chúng ta ghi lại, hoặc chúng ta có thể chụp màn hình và mang những cái bí mật này. Nhớ là bí mật nhưng mà không phải giữ cho riêng mình, đúng không? Bí mật đi chia sẻ với tất cả mọi người. Cái bí mật đầu tiên, chúng ta biết này, Sibri là một cái công ty duy nhất, một công ty duy nhất, có thể nói là một công ty kinh doanh theo mạng duy nhất vì con người. Một công ty duy nhất. Tại sao lại nói điều đó? Chúng ta cứ hình dung như này, người nghèo, người trung bình, người khá, người giàu, tất cả mọi người đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Người không có tiền, đúng không? Người cực nghèo, chỉ từ 18 tuổi trở lên, không quan trọng bạn là ai, không quan trọng bạn đang có tiền hay không, không quan trọng bạn học cái gì, không quan trọng là sinh viên hay học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc là không học gì hết, không quan trọng là đại học, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, tất cả đều được đối xử bình đẳng như nhau. Có nghĩa là một công ty thực sự duy nhất thành lập ra, đấy là vì con người, đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người bước vào kinh doanh đều bình đẳng như nhau hết, không phân biệt đối xử. Có những cái công ty không thực sự là vì con người, bởi vì phân biệt đối xử ngay từ khi bắt đầu. Ví dụ bạn có 20 triệu bạn được đối xử khác, 40 triệu đối xử khác, 60 triệu đối xử khác. Sibri bạn có 110.000 hay bạn có 110 triệu hay có 1 tỷ thì cũng được đối xử như nhau. Và đây thực sự là một công ty do vì con người duy nhất. Anh chị em nhớ là đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta biết là trong cái giai đoạn 2016-2017, đấy có thể gọi là cái giai đoạn sóng thần của cái ngành kinh doanh này tại Việt Nam, có thể là gọi là những cái trận động đất 10 độ Richter tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2016-2017, xóa sổ đi rất là nhiều những công ty kinh doanh theo mạng, đúng không? Nhiều công ty kinh doanh theo mạng bị xóa sổ, có những cái công ty mà gây rất nhiều sao tiếng tăm cũng như tai tiếng, giống như Thiên Ngọc Minh Nhi cũng bị xóa sổ. Những cái công ty mà những cái công ty Việt Nam như là Liên Minh Tiêu Dùng cũng bị xóa sổ. Có rất là nhiều công ty lớn ấy, thì làm sao không tăng trưởng, duy trì và thậm chí đi xuống. Có những cái công ty mà Cường cũng đã từng bị trả giá và hợp tác với nó cũng vừa rồi cũng phải đóng cửa ở Việt Nam vào tháng 5 vừa rồi. Đó là công ty Vision, ví dụ như vậy. Có những công ty rất lớn, có những cái nhà kinh doanh thực sự tài ba về kinh doanh theo mạng, giống như công ty Kalink cũng làm sao cũng đi xuống. Và gần như là sao, cũng gần như là sắp phải đóng cửa. Có những cái công ty của Trung Quốc cũng cực kỳ hùng mạnh mà cũng phải sụt giảm một cách khủng khiếp, như công ty Thiên Sư. Trong cái giai đoạn sóng thần như vậy, trong những cái giai đoạn động đất giống như 10 độ Richter như vậy, thì Sibri là công ty duy nhất tăng trưởng từ 150 cho đến 200%. Đây là công ty duy nhất tăng trưởng với một cái mức tăng trưởng ngoạn mục như vậy. Anh chị em hình dung không? Và chúng ta biết là như này, chúng ta biết là như này, cái tháng 8 vừa rồi ấy, tức là so với cùng kỳ năm ngoái mà hệ thống S69 của chúng ta là tăng trưởng 260%. Đây là công ty duy nhất. Đấy là cái bí mật thứ hai anh chị em cần phải nắm. Cái bí mật thứ ba, thực sự chỉ cần nắm được hai cái bí mật này thôi, ấy, là chúng ta đã có thể chúng ta có thể có cái lựa chọn số 4 rồi, giống như bạn 6 chia sẻ. Cái bí mật số 3 Cường chia sẻ với anh chị em. Một cái công ty duy nhất trên hành tinh này có cái vùng nguyên liệu lớn hơn nước Mỹ. Một công ty duy nhất trên hành tinh này có vùng nguyên liệu lớn hơn nước Mỹ. Bây giờ Cường đố anh chị em nào tìm được một cái tập đoàn khổng lồ nào của Mỹ mà có cái vùng nguyên liệu lớn hơn nước Mỹ. Có anh chị em nào tìm được không? Có ai tìm được thì giơ tay. Có anh chị em nào tìm được một cái tập đoàn nào của Mỹ có vùng nguyên liệu lớn hơn nước Mỹ? Không có đúng không? Không thấy ai giơ tay. Và có bao nhiêu anh chị đồng ý là Sibri là một tập đoàn duy nhất có vùng nguyên liệu lớn hơn nước Mỹ thì giơ ngón tay cái. Đấy là sức mạnh thực sự của Sibri. Đấy là sức mạnh thực sự của Sibri. Chúng ta hình dung không? Đây là sức mạnh thực sự của Sibri. Vì vậy chúng ta kinh doanh với Sibri không chỉ kiếm tiền trong đời chúng ta, mà chúng ta còn truyền lại cho đời con mình, đời cháu mình, đời chắt mình, đời chút mình, vân vân. Vì sao? Bởi vì các nhà khoa học của Sibri họ khẳng định riêng cái vùng nguyên liệu Sibri nó sẽ giúp cho tập đoàn Sibri phát triển hùng mạnh, ổn định nhiều trăm năm tuổi. Nên là xin chúc mừng tất cả anh chị em đã trở thành tư vấn viên và đối tác của Sibri. Đấy là cái sao? Sức mạnh vùng nguyên liệu lớn duy nhất thế giới.
Tiếp theo, một cái công ty có một cái nền khoa học cơ bản riêng, có gần 100 bằng sáng chế phát minh, có khoảng 100 bằng sáng chế phát minh, có 4 nền khoa học, nghiên cứu khoa học cơ bản riêng, và chỉ có Sibri có trên 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới, hàng đầu nước Nga. Và họ có 4 cái nền khoa học riêng, khoa học về vi chất dinh dưỡng, khoa học về nội sinh thái, khoa học về sự thích nghi, vân vân, đúng không? Có 4 cái nền khoa học riêng của chỉ có Sibri có. Có 3 nhà máy khổng lồ, và cũng chỉ Sibri, duy nhất Sibri có một cái trung tâm khoa học sáng tạo một cách mạnh mẽ như vậy. Và chúng ta biết là chuẩn bị, thị trường Việt Nam chuẩn bị đón nhận những sản phẩm mới, được gọi là những quả bom tấn, sẽ được giới thiệu vào ngày 23 tháng 9 này. Chúng ta sẽ thấy cực kỳ tuyệt vời. Tập đoàn Sức khỏe Sibri là một cái công ty có sức sáng tạo mạnh, dữ dội. Họ biết trước 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm tới sẽ ra thêm những cái sản phẩm gì. Đó là một cái sức mạnh vô địch, và có thể nói là duy nhất trên hành tinh này có một cái sức mạnh về nguyên liệu, về khoa học và về sản xuất. Chúng ta biết là như này này, nếu như cái đối tác mà chúng ta hợp tác ấy mà họ không làm chủ được về nguyên liệu, về khoa học, về sản xuất, chúng ta xây dựng mạng lưới hệ thống xong, à, ví dụ phát triển lên 1 triệu người tiêu dùng, lúc ấy không có sản phẩm để bán nữa thì bây giờ làm nào, đúng không? Hay là một cái bài học của công ty Kaling ấy, chúng ta thấy không ạ? Một cái nhà kinh doanh theo mạng lừng danh giống như anh Bùi Xuân Hiếu, anh ấy xây dựng hệ thống đâu đó khoảng 70.000 người, và xong có những cái sản phẩm rất hot, một năm nó không về nữa, nó không về nữa, và sau đó là sản phẩm không có để bán nữa, thế là thôi, đi xong xuôi tất cả lại về. Chúng ta thấy không ạ? Điều đó rất là nguy hiểm. Nhưng với Sibri chúng ta có thể phát triển, có thể đáp ứng cho trên 7 tỷ người này sử dụng sản phẩm thoải mái. Mà cái vùng nguyên liệu nó sẽ đáp ứng làm sao? Vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất và năng lực khoa học của Sibri nó sẽ đáp ứng được nhiều trăm năm tuổi. Và đó là công ty duy nhất. Đó là công ty duy nhất. Nếu như chúng ta chỉ cần nắm được 4 cái thứ duy nhất này thôi, chúng ta đã kiếm được nhiều tiền rồi. Nhưng chúng ta cần phải nắm những thứ tiếp theo. Bao nhiêu anh chị đồng ý 4 cái điều Huy Cường vừa chia sẻ, giơ ngón tay cái. À, rất là tuyệt vời. À, chúng ta có muốn đón nhận những bí mật tiếp theo nữa không? Bí mật để làm sao để nhanh chóng có Mercedes, không phải 4 năm như Cường, 2 năm thôi. Sao muốn không? Ai muốn, mong muốn giơ ngón tay cái. Ai mong muốn? Vỗ hai tay vào nhau nói tôi. Tôi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Cường rất là hưng phấn hé lộ những cái bí mật tuyệt vời này với tất cả anh chị em. Bí mật thứ 5 là một công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam, thị trường nước ngoài chúng ta chưa cần quan tâm, là công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam 5 năm giá không thay đổi. Là công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam 5 năm giá không thay đổi. Anh chị em hãy mang cái thông điệp này đến cho tất cả những người yêu kinh doanh theo mạng, những cái người mà họ sợ những cái công ty hàng năm tăng 5-10%, sợ những cái công ty mà giá tháng này khác, giá tháng sau khác. Có những anh chị em đến từ những cái đối tác khác mà khi mà hợp tác với Sibri, với S69, sau 1 tháng họ hỏi, gửi cho anh, gửi cho chị bảng giá của tháng này, chúng ta hình dung không? Bảng giá của tháng này, Sibri nó chỉ có sao? Bảng giá của 5 năm nó giống nhau. Đó, thấy tuyệt vời không ạ? Một công ty duy nhất mà sản phẩm 5 năm không thay đổi về giá. Hãy mang thông điệp này đến cho tất cả mọi người. Bí mật thứ 6. Đây là bí mật cực kỳ quan trọng. Sản phẩm giá cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường. Cũng là công ty duy nhất có sản phẩm giá cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường. Tôi đố anh chị em nào tìm được cái sản phẩm, cái công ty nào mà có giá cạnh tranh như Sibri. Đố anh chị em tìm được cái công ty nào trên thị trường Việt Nam ngày hôm nay có giá cạnh tranh như Sibri. Thậm chí là sản phẩm của chúng ta giá nó còn thấp hơn giá bán hàng phá giá của các công ty khác. Chúng ta thấy không? Thậm chí họ phá giá 50%, sản phẩm của chúng ta giá vẫn thấp hơn. Tôi lấy ví dụ, canxi của chúng ta 220.000 đồng. Có những canxi, chúng ta cứ search canxi thiên sư trên mạng, chúng ta cứ search những cái sản phẩm về xương khớp của Vision hay các cái công ty khác trên mạng về hàng bán phá giá. Sản phẩm của chúng ta nó cạnh tranh tuyệt đối, cạnh tranh cả hàng bán phá giá của các công ty khác. Và đấy là công ty duy nhất có thể làm được cái điều đó. Cho thấy sung sướng, đó là lý do tại sao mà hệ thống chúng ta thành công và phát triển rất là mạnh. Tại sao trong giai đoạn sóng thần, động đất, Sibri phát triển ở mầm, chúng ta thấy không ạ? Là công ty duy nhất làm được cái điều đó. Chỉ cần như thế thôi, chúng ta đã rất giàu rồi. Đồng ý không anh chị em? Dạ.
chúng ta sẽ tìm những cái thứ chia sẻ với nhau, những thứ duy nhất tiếp theo. Một công ty kinh doanh theo mạng trong sạch, minh bạch, duy nhất. Một công ty kinh doanh theo mạng trong sạch và minh bạch duy nhất. Anh chị em chúng ta, bây giờ tôi hỏi tất cả những anh chị em đang theo dõi trên livestream và trên Zoom, anh chị em đang nghe được cái câu chuyện nào mà vỡ nợ phá sản ở Sibri chưa? Anh chị em nghe được cái câu chuyện nào mất tiền mất bạc ở Sibri chưa? Anh chị em nghe được cái câu chuyện nào mà công ty hay là lừa đảo gì đó ở Sibri chưa? Có không ạ? Và chúng ta thấy không? Từng cái đồng hoa hồng của chúng ta biết chính xác là từ đâu đến. Có minh bạch không ạ? Cái hóa đơn từng cái hộp trà 110.000 hay là một cái kem đánh răng, 100.000 chúng ta cũng được xuất hóa đơn đỏ. Cho thấy minh bạch không ạ? Mọi thứ nó là trong sạch, minh bạch và trong sáng nhất hành tinh, là công ty duy nhất có thể làm được cái điều đó. Tiếp theo, cái thứ bảy, sơ đồ trả thưởng thông minh ưu việt nhất hành tinh và cũng là công ty duy nhất. Nếu như anh chị em nào trải nghiệm 1 năm rồi, 2 năm rồi, 3 năm rồi, trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi, trở thành thủ lĩnh rồi, thủ lĩnh cao cấp, tôi khẳng định với tất cả những anh chị em là họ đều đồng ý hết. Và anh chị em nào mới ấy, thì phải tin ở cấp độ trải nghiệm. Khi nào anh chị lên được những cái nấc thang như vậy, các anh chị sẽ thấy nó thực sự là thông minh và ưu việt. Tôi không nghĩ được rằng là tại sao chủ tịch tập đoàn Tatiana và họ làm sao họ lại có một cái sơ đồ trả thưởng nó lại thông minh đến mức như vậy. Một cái sơ đồ trả thưởng cực kỳ thông minh và ưu việt. Nó hạn chế được, thứ nhất là nó giải quyết được những cái vấn đề công ty khác mắc, đúng không? Nó hạn chế được những cái việc trục lợi về lòng tham của những cái con người kinh doanh. Nó hạn chế, nó giải quyết được cái vấn đề đó. Nó quá là thông minh. Nó giúp cho những người mà cống hiến một cách thực sự thì sẽ nhận được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Nó cực kỳ thông minh, hay chưa? Sơ đồ này có thể nói là một cái sơ đồ trả thưởng thông minh ưu việt nhất hành tinh. Nếu anh chị em nào chưa hiểu về sơ đồ trả thưởng, tìm YouTube sơ đồ trả thưởng thông minh ưu việt Trương Huy Cường trên YouTube, đúng không? Chúng ta sẽ nghe cái chia sẻ đó. Tiếp theo, lợi nhuận 25% ngay khi tham gia. Công ty duy nhất mà có lợi nhuận 25% ngay khi tham gia. Có bao nhiêu anh chị có thấy cái công ty nào khác mà có lợi nhuận 25% ngay khi tham gia không ạ? Chúng ta mua sản phẩm là chúng ta được tưởng thưởng 25% ngay lập tức rồi, có lợi nhuận 25% ngay lập tức rồi, ngay khi tham gia. Thủ lĩnh Huỳnh có thấy cái công ty nào mà có lợi nhuận 25% ngay khi tham gia không? Có CBD. Anh cứ nói đi, cứ lái xe cứ nói đi, em bật mic cho anh không phải bật đâu, nguy hiểm. Có CBD đấy. Cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Phạm Tiến Huỳnh. Bí mật thứ 8. Có chính sách dự án xe hơi. Sau từ 2012 đến ngày hôm nay, sau 6 năm triển khai dự án này, đã có trên 500 người nhận xe hơi. Và ở Việt Nam tính đến ngày 23 tháng 9, tức là triển khai sau 2 năm 8 tháng, thì có gần, đến ngày 23 tháng 9 này, sẽ tính tổng là có gần 30 người nhận xe hơi. Cũng là công ty duy nhất, đúng không? Cũng là công ty duy nhất làm được cái điều này. Bao nhiêu anh chị đồng ý với Cường đây là một công ty duy nhất có thể làm được cái điều này? Có đúng không? Gần 30 người nhận xe hơi trong vòng 2 năm 8 tháng. Đấy là công ty duy nhất có thể làm được cái điều đó. Anh chị em nào mà muốn đi xe hơi, thích đi xe hơi hơn các loại xe khác, anh chị em hãy tìm hiểu thật kỹ và làm Sibri, và chỉ cần mang những cái thứ duy nhất này đi chia sẻ với những người khác. Để làm sao? Để chúng ta đã phát triển cực mạnh rồi thì chúng ta tạo ra không phải gấp đôi, gấp 3, gấp 4 nữa, mà làm sao gấp 5, gấp 10, đúng không? 10x, để chúng ta tạo ra một cái sự phát triển vượt bậc một cách hùng mạnh. Thứ 11. Đây là cái điều mà Cường sung sướng và hạnh phúc nhất. Là một công ty thực sự, là một công ty duy nhất nói và làm. Là một công ty duy nhất, tức là chủ tịch tập đoàn sức khỏe Sibri ấy,
nói và làm thực sự là công ty duy nhất chọn Việt Nam làm thị trường chiến lược và thị trường bàn đạp để phát triển ra toàn bộ khu vực châu Á. Chúng ta thấy sung sướng không ạ? Chúng ta làm kinh doanh, nếu mà hợp tác với một cái công ty nó không có tiềm lực ở Việt Nam, nó còn ngo ngoe, còn không cạnh tranh nổi, làm sao có thể vươn tầm ra được châu lục và thế giới. Nhưng Sibri có một cái tiềm lực duy nhất về nguyên liệu, duy nhất về khoa học và sản xuất, đúng không ạ? Và ngày hôm nay tiềm lực tài chính của tập đoàn cực mạnh, cho nên mà lại chọn Việt Nam là công ty duy nhất chọn Việt Nam làm thị trường chiến lược và làm thị trường bàn đạp để tiến ra châu Á. Cho nên chúng ta là đã là công dân toàn cầu và doanh nhân cũng toàn cầu luôn. Bao nhiêu anh chị thích cái điều này? Chúng ta toàn là những người rất là ham muốn, giàu ham muốn, và điều đó rất là tuyệt vời. Và 11 cái điều duy nhất đó nó biến cho chúng ta làm được những cái điều không thể thành có thể. Nó biến cho chúng ta có đủ sức mạnh để chinh phục thế giới. Không chỉ chinh phục giải đất hình chữ S này, chúng ta có thể chinh phục được thế giới bằng bí quyết đơn giản, đấy là đứng trên vai người khổng lồ, có đúng không ạ? Và cái điều 12 này mới là tuyệt vời. Điều 12 này là điều mà duy nhất cuối cùng cần chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Có thể chúng ta quên đi 11 cái điều trên, nhưng chỉ cần nhớ cái bí mật điều số 12. Đó là một công ty có S69 hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, là công ty duy nhất có một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Bao nhiêu anh chị đồng ý với Cường thì giơ ngón tay cái. Đúng rồi. Là một công ty duy nhất có hệ thống S69. Làm gì có công ty thứ hai có. Đúng không? Công ty duy nhất có hệ thống S69, hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Và 12 cái điều này, bây giờ Cường sẽ kể cho chúng ta nghe vài câu chuyện trong thời gian rất ngắn, để chúng ta thấy là từ 12 cái điều duy nhất này, nó biến những điều không thể thành có thể. Nó biến những điều không thể thành có thể. Thực sự là tuyệt vời. Một người phụ nữ vô cùng trẻ, sinh năm 85-86, Phạm Thị Thùy Trang ở Hà Nam, đúng không? Chỉ cái sản phẩm nó thay đổi sức khỏe của con mình, cái sản phẩm nó mang lại cho Phạm Thị Thùy Trang từ cái thân hình hơi béo béo và ngày hôm nay trở thành một người phụ nữ, có thể nói là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực ở Sibri. Một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực ở Sibri không có cơ hội may mắn giống như rất là nhiều người khác được học hết cấp 3, học hết đại học, học cao, học thạc sĩ v.v. học hết cấp 2, nhưng nhờ cái sức mạnh duy nhất mà Cường chia sẻ với tất cả anh chị em, thì không những ngày 23 tháng 9 này nhận được xe hơi trong dự án kỹ thuật xe hơi với cái biển số đứng cạnh người chồng của mình. Chúng ta thấy không? Người chồng thì lúc đầu cực kỳ phản đối, kịch liệt phản đối, thì ngày hôm nay sung sướng và hạnh phúc, chồng đưa chồng của mình đi lấy xe hơi. Ngày hôm qua được tập đoàn làm phim về cái sao một cái con người vô cùng tuyệt vời chiến thắng dự án xe hơi mang biển số 070-5890A đến từ Hà Nam. Nhưng mà nó không dừng lại ở đó. Một người học cấp 2 nhận xe hơi là bình thường, nhưng mà lại giúp được thầy giáo của mình, thầy giáo dạy toán của mình, đấy chính là thầy Phạm Hùng Cường, nhận xe hơi cùng với mình. Đó mới là một cái điều làm sao, đó mới là một cái câu chuyện thực sự là tuyệt vời. Và chính những cái thứ duy nhất đó, nó biến cái người bình thường trở thành những người phi thường, có thể làm được những cái việc thực sự phi thường. Và nếu như hai bạn trẻ giống như bạn Phạm Hùng Cường và Đào Thị Hạnh chia sẻ, nếu như chúng em cứ đi dạy thì không biết bao giờ mới có được xe hơi. Cho thấy không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Nó biến một cái người phụ nữ bán cá, một cái chị bán cá ở chợ Ga Vinh, béo ơi là béo, một cái chị bán cá sau 16 tháng thì nhận xe hơi, và sau 18 tháng trở thành thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe Sibri, sau 20 tháng trở thành thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe Sibri, và sau 20 tháng có một cái xét thu nhập cao hơn chủ tịch tập đoàn dầu khí, cao hơn tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí, bởi vì Cường đã làm tập đoàn dầu khí, Cường biết rồi. Cao hơn chủ tịch, cao hơn tổng giám đốc tập đoàn dầu khí. Sau 20 tháng có cái xét thu nhập là 114.688.971 đồng 97 hào. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Nó không dừng lại ở đó. Nếu cái người phụ nữ bán cá này chỉ làm được cho mình không ấy, thì nó bình thường.
Nhưng cái người phụ nữ bán cá này ấy, lại còn giúp được hai người vào dự án xe hơi và sẽ nhận xe hơi tại 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là anh Tiến và đó là anh Phú. Anh Phú chỉ mất có 5 tháng bước chân vào dự án xe hơi và chỉ mất có 6 tháng thay đổi cuộc đời hoàn toàn nhờ cái thông tin sao bắt đầu từ chị Đính rồi đến chị Ngân rồi vân vân rồi đến anh Phú. Chú thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, đấy là do những cái thứ duy nhất nó có thể biến được những cái câu chuyện nghe tưởng chừng như cổ tích thì nó lại là sao? Những câu chuyện cổ tích thời hiện đại, phải không ạ? Những câu chuyện cổ tích, những cái câu chuyện mà bạn học sinh học hết cấp 2 lại giúp được thầy giáo dạy toán của mình có xe hơi, rất là cổ tích. Cái câu chuyện chị bán cá sau 20 tháng có cái dòng, có cái xét thu nhập 114 triệu hơn lại giúp được hai người, giúp mình có ô tô lại giúp được hai người nữa có ô tô, là những câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Vì sao? Bởi vì là nhờ những cái thứ duy nhất đó. Rồi, còn cái lựa chọn này thì anh em lựa chọn theo bé Sáu chia sẻ đúng không? 25% hay thu nhập bổ sung hay công việc chính là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. À, hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì hệ thống S69 bây giờ đã biến được tất cả những cái điều không thể thành có thể. Chúng tôi đã chứng minh được rằng là chúng tôi đã làm được 4 cái sự lựa chọn này, đã giúp anh em làm được 4 cái điều này. Thì tất cả chúng ta đều có thể làm được. Với một cái điều thứ nhất, nếu như ai chưa bắt đầu thì chúng ta cần phải bắt đầu. Nếu mà không bắt đầu thì không có kết thúc, đúng không? Chúng ta phải bắt đầu thì mới có kết thúc. Chúng ta có thể vay tiền ăn sáng của con để đi khởi nghiệp. Chúng ta có thể vay tiền ăn sáng của con để khởi nghiệp với một hộp trà 110.000 hoặc là cộng với bộ ba thanh lọc 660.000. Ngày hôm nay nếu ai không có 660.000 đồng để khởi nghiệp thì sẽ nghèo vĩnh viễn. Cường nói chắc chắn là như vậy. Hoặc là nếu như chúng ta yêu bản thân mình hơn, hãy đầu tư cho mình 1.400.000, gần 1.400.000 đồng để khởi nghiệp, không những sạch chất độc mà còn trẻ hóa tế bào, đúng không? Còn sạch máu. Không như vậy, nếu chúng ta tổng đại tu cơ thể, chúng ta vừa sạch đến từng tế bào trẻ, từng tế bào khỏe, trái tim đầy nhiệt huyết, bộ óc đầy minh mẫn, dùng cái chương trình tổng đại tu cơ thể 2.6 triệu này dùng trong 6 tháng, ví dụ như vậy, để chúng ta khởi nghiệp, để chúng ta khởi nghiệp kinh doanh cùng tập đoàn sức khỏe Simri. Và tất cả mọi thứ chúng ta đều được học miễn phí hết. Trường đào tạo S69 sẽ đào tạo, chia sẻ chúng ta hoàn toàn miễn phí, đào tạo online, đào tạo offline, vân vân, để biến những điều không thể thành có thể. Và ngay khi bắt đầu chúng ta đã có lợi nhuận 25%. Đó là tất cả những gì từ trái tim của Cường chia sẻ tới toàn thể anh chị em. Anh chị em hãy nhớ 12 cái thứ duy nhất ở Simri, mang cái thông điệp đó để chia sẻ với tất cả mọi người. Chú Linh Cường ơi, sau lại cái 12 cái đấy cho chụp một cái ạ. À, Linh Cường ơi, cho vâng vâng, để gửi cho chụp luôn. Sau lại để chụp à? Rất chí. Dạ. Sau lại cái 12 vâng vâng ạ. Chụp luôn cho nó. Chụp cái 12 cái kia đấy. Chụp nhanh, mất mất chị Hạnh nhá. Thủ lĩnh gửi mail nhá, thủ lĩnh nhá. Yes. Anh khẩn trương. Những bí mật lần đầu tiên đó là về sức mạnh của Simri. Những bí mật lần đầu tiên. Đấy, 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 chụp, em chụp em đây. Em được chụp em. Nhanh. Chụp được chưa chị Anh? Chưa. Cảm ơn, cảm ơn. Ok. Chào rồi. Bây giờ là 10:05 rồi, cũng quá giờ. Chúng ta hôm nay hưng phấn quá cho nên chúng ta sẽ dành thêm 5 phút nữa dành cho hai câu hỏi. Anh chị em nào mà lần đầu tiên có mặt trên Zoom, có câu hỏi nào có thể đặt câu hỏi, Cường sẽ chia sẻ hoặc là các tư vấn viên thủ lĩnh khác sẽ chia sẻ với anh chị em. Xin mời ạ. Và đặc biệt là dành cho những anh chị em mà chưa phải là tư vấn viên cũng được, tốt hơn. Anh Cường ơi. Đó. Chào anh, chào cả nhà. Em có một chị đang bị cường giáp ấy anh. Chị đang ngồi với em. Thì vì chị muốn hỏi anh tư vấn cho chị với được không? Cường giáp. Em bị lâu chưa? Em năm nay được 4 năm rồi anh ạ. 4 năm em đã dùng những giải pháp gì rồi em? Em có uống thuốc tây ạ. Kết quả thế nào em? Kết quả thì hôm qua em đi khám lại thì cũng khả quan rồi anh ạ. À, khả quan rồi. Rất là tốt. Và em có muốn bảo vệ cái thành quả đó không? Em có ạ.
Thế thì em hãy dùng cái chương trình nâng cao hệ miễn dịch của Sibri. Bạn Nga rất là giỏi và am hiểu về sản phẩm, bạn ấy sẽ giúp em nhá. Chương trình nâng cao hệ miễn dịch. Và bạn ấy sẽ giúp em. Ok nhá. Vâng ạ, anh ơi cái gan của chị có vấn đề. Thì dùng kết hợp là chương trình gan khỏe mạnh nha em. Đang ngồi làm việc này vẫn học bình thường, vẫn trả lời bình thường. Không phải phải chúng ta cũng nghỉ ngồi. Rồi, xin mời anh chị em khác ạ. Anh chị em, tôi thấy một cái bàn đông đông. Không biết có phải là ở Cà Mau chỗ Lê Đình Cẩn không nhỉ? Có anh chị em nào khác có câu hỏi hoặc chia sẻ? Có. Xin mời ạ. Sáng nay năng lượng quá anh Cường. Năng lượng, bởi vì ngân lượng nó tạo ra năng lượng. Ok anh, ngày hôm nay rất là hưng phấn nha. Tư vấn viên trưởng Trương Quốc Thuận là chiến binh Sibri dũng cảm đang đi chia sẻ Sibri mọi lúc mọi nơi ở đâu đó em. Thuận bị mất sóng rồi. Xin mời anh chị em khác. Chào thủ lĩnh Cường. Thủ lĩnh Cường ơi, anh chị đang ngồi cạnh một bạn tư vấn viên mới. Vâng. Hôm qua đấy. Bạn muốn hỏi một tí được không? Xin mời ạ. Em cứ nói đi. Anh nghe đi mà. Chào, chào em. Em tên là Liên ạ. Chào Liên. Em hôm qua thì em có được anh Quynh tư vấn cho em và em có mua sử dụng bốn loại là formula 4 này, trà thải độc gì cái gì nhỉ? Trà thải độc tiêu hóa, trà tiêu hóa với lại công ba sinh lọc, bộ ba sinh lọc và một cái uống để Riboson tiêu hóa. Riboson gì đấy. Em uống thì đi ngoài. Thế nào là đi ngoài quá. Đi ngoài nhiều quá. Đi như chưa bao giờ được đi hả? Không đi ngoài nhiều. Giống như lúc trước em bị. Chúc mừng đâu. Bị mỗi ngày đi hơn chứ. Hỏi Cường là như thế là có thế nào? Chúc mừng nhá. Mới mà cứ chân vân vân. À. Em còn bị kiểu dạng là nó cảm giác như nó cứ vướng trong họng. À. Kiểu đầy bụng ấy. Vậy em lo lắng về điều đó hay là em có câu hỏi gì? Cũng hơi lo. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 86 ạ. Năm 86. Em hình dung là một cái nhà 32 năm mà không quét rác thì nó thế nào? Thế em đang bị được tuổi. Em muốn giữ những cái rác đó ở trong nhà hay là em muốn quét nó ra? Cái này thì em cũng nghe mọi người nói rồi nhưng mà vẫn nhìn thấy thế sợ quá. À, em không hình dung được là tại sao cơ thể nó bẩn thế đúng không? Có đúng không em? Vâng ạ. Đó là lý do tại sao mà người ta bị bệnh tật nhiều đấy em ạ. Bởi vì người ta không biết làm sạch cơ thể. Chúc mừng em nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Ok, chúc mừng. Cho em hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Được em. Cho em hỏi là bầu ấy. Bà bầu thì dùng cái loại nào thì canxi với lại cái loại gì thì tốt ạ? Dùng cho bà bầu ạ? Cái này thì chị Hạnh chị kinh nghiệm lắm, chị giúp được nhiều bà bầu rồi. Cứ hỏi chị Hạnh. Chị Hạnh rất là siêu. Chuyên gia chăm sóc các bà bầu. Đấy. Em yên tâm nhá. Em yên tâm là có một người hướng dẫn cực kỳ tuyệt vời. Đấy là chị Đức Hạnh. Em thấy không? Đấy, đã Hạnh là Hạnh kiểm này. Đấy, lại còn Đức, lại có đạo đức nữa. Chị này rất là am tường, hiểu sản phẩm và quan tâm. Chị rất là hiểu cái sản phẩm do bà bầu. Ví dụ như một vài sản phẩm chị Hạnh chị biết rồi đấy, canxi này, formula 4 này, DHA này, hai sản phẩm trẻ con này.
đấy, sắt này rất là tốt cho bà bầu. Thế thế em hỏi anh là nếu em đang uống mấy loại này mà em uống cùng với canxi cùng với omega thì có được không nhỉ? Được chứ, rất tốt. Rất tốt đấy nhá. Rất tốt à? Ừ, rất tốt. Hello, chị đây. Cảm ơn anh ạ. Rồi. Cảm ơn thủ lĩnh ạ. Chúc em mọi điều tốt lành. Em đang có bầu à hay sao? Không ạ, à, em hỏi cho em gái. À. Hỏi cho một người em gái. Ok, ok. Ok. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, xin gặp anh chị em 21 giờ tối nay trên Zoom hoặc là live trên S69 để chúng ta tiếp tục cái công việc của chúng ta. Chúng ta nhớ là 23 tháng 9 tất cả mục tiêu hướng về 23 tháng 9 thành công của chúng ta ấy là mang 12 cái thông điệp này duy nhất để làm sao mỗi người có thêm số lượng bao nhiêu đến ngày hôm nay thì chúng ta không tính, và mỗi người làm sao có thêm khoảng độ 20 người nữa có mặt 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đời chúng ta thay đổi hoàn toàn. Và bao nhiêu anh chị em muốn thay đổi hoàn toàn có thêm 20 người nữa có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với chúng ta, đấy là bí quyết. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào lúc hẹn gặp lại anh chị em vào 21 giờ tối nay trên Zoom hoặc livestream. Chúc cho tất cả chúng ta một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Bye bye. Bye bye.